Xin chào anh chị, hôm nay bên em vừa mới về một chiếc xe còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó chính là chiếc Toyota Fortuner, được sản xuất năm 2016. Xe cá nhân, biển tỉnh. Xe này là máy xăng số tự động một cầu nha anh chị. Như anh chị thấy thì đây là bản Sportivo, bản thể thao luôn. Hồi xưa là anh chủ mua là hơn 1,2 tỷ nha anh chị. Hiện tại thì bên em đang chào bán với cái giá chỉ có 679 triệu, vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Xe còn rất đẹp, mới chạy có 78.000 km thôi,